Thực hành thèn của người Tây, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bộ sách hát thèn các dân tộc Tây, Nùng, Thái Việt Nam được thực hiện nhằm cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng quát về di sản thèn với phần nội dung giới thiệu về diện mạo chung, sự phân bổ di sản từ góc độ địa lý, diện mạo âm nhạc của thèn. Viện Âm nhạc Việt Nam đã khảo sát, sưu tầm, thu thanh, ghi hình nhiều lễ thèn của ba dân tộc Tây, Nùng, Thái ở 11 tỉnh miền núi. Bộ sách gồm 3 quyển, lần lượt giới thiệu về di sản thèn ở từng dân tộc. Từng vùng thèn lại góp phần vào di sản thèn những giai điệu, cách thể hiện rất riêng. Thông qua những lời hát thèn được dẫn trong bộ sách, người đọc có thể được tiếp cận sự đa dạng của văn hóa hát thèn. Đồng thời, sách giúp hiểu rõ hơn về đời sống sinh hoạt hàng ngày của những dân tộc thiểu số. Đây là cũng là một cái tác phẩm trong nhiều cái tác phẩm mà thuộc cái dòng sách giới thiệu về di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trong đời sống của cộng đồng. Đồng thời thì cũng cung cấp những cái tư liệu phục vụ cho cái công tác nghiên cứu bảo tồn, phát triển văn hóa các tộc người trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Tác giả đã đi được cái hướng chỉnh thể nguyên hợp của hát then, từ đó đưa ra các thành tố của hát then, phân tích các thành tố đó liên quan đến hát then như nào để nêu bật được cái giá trị hát then. Cả mấy khung phân tích đấy đã triển khai hết tập 1, rồi cả tập 2, tập 3. Đồng thời, sách in rất đẹp và rất công phu. Nội dung lời hát trong các lễ thèn giới thiệu trong bộ sách đều được ghi lại, phiên âm, dịch nghĩa từ những tư liệu âm thanh, hình ảnh mà Viện Âm nhạc Việt Nam thu thập được trong quá trình sưu tầm điền dã. Điều này đem đến tính chân thực, khách quan của tư liệu cho bộ sách. Bộ sách hát thèn các dân tộc Tây, Nùng, Thái Việt Nam được thực hiện với mong muốn chia sẻ nguồn tư liệu sống về văn hóa thèn đến những người yêu mến, cũng như các học giả, nghiên cứu sinh, sinh viên muốn nghiên cứu thèn. Đồng thời đây cũng là nguồn tài liệu phong phú giúp văn hóa thèn có thể phổ biến trong cộng đồng.